Hello mọi người, hôm nay thì nhà mình có chuyến đi chơi ở Cameron Highland. Từ nhà mình mới lên tới đây thì mất khoảng 6 tiếng. Ở hai bên đường thì được trồng rất là nhiều cây. Những cái cây này là được sản xuất ra dầu ăn ấy, nên là dầu ăn ở Malai khá là rẻ. Đường đi lên đây thì ngoằn nghèo và leo núi nên là cũng khá là nguy hiểm. Có nhiều đoạn đường ấy, mình ngồi trong xe mà cảm thấy như muốn rớt tim luôn. Mình sẽ nói qua một chút về Cameron Highland để cho những ai chưa biết thì mọi người có thể tham khảo, và nếu như có cơ hội thì có thể tới đây chơi nhé. Cameron Highland thì được nằm ở vùng cao tại thành phố Kuantanpahang. Ở đây thì có khí hậu lạnh, phong cảnh cũng khá là đẹp, cũng giống như ở Sapa Việt Nam hay là Đà Lạt mộng mơ. Mọi người có biết ở đây nổi tiếng về món gì không? Đó là món dâu tây. Mình là người rất là thích ăn dâu tây nên là đến Tây Cái là mình phải đến ngay cái quán này. Ở đây thì tất cả đồ ăn hoặc là đồ uống cái gì cũng được mix với dâu tây luôn. Mình đã sống ở Malaysia 10 năm và đây cũng là lần thứ 5 mình đi tới đây. Không hiểu sao mỗi một lần mình đi về là mình lại cảm thấy nhớ Cameron Highland và chỉ muốn quay lại thôi. Hay là lỗi do mình thích ăn dâu tây quá nhỉ? Em bé này nay cũng được 11 tháng rồi và đây cũng là lần đầu tiên em đi tới đây luôn. Hôm nay được bố Min món kem dâu tây cho ăn, thích nha. Được cái cả nhà thích ăn món này, dù đi tới đây nên là ai cũng hợp tác. Lần trước mình đi tới đây thì có khí hậu rất là lạnh nha, mà lần này thì cũng ấm, không có lạnh lắm mà cũng không có nóng ấy. Ở đây là một địa điểm nổi tiếng được người bản địa lựa chọn cho mỗi kỳ nghỉ lễ. Tháng này thì cũng là tháng nghỉ hè ở bên này, hai em thì vẫn chưa phải đi học, nhưng mà anh Kip qua tuần là phải đi học rồi, nên là đây cũng là lý do mà bố mẹ đưa anh đi chơi để về qua tuần chuẩn bị đi học. Nay lớn rồi nên là cũng biết tự chụp ảnh cho bố mẹ. Và đây thì cũng là món quà mà bố mẹ dành cho con. Cảm ơn con suốt 3 tháng nghỉ hè đã ở nhà giúp bố mẹ biết bao nhiêu việc như là trông em này, dọn dẹp nhà cửa. Chỉ mới 7 tuổi thôi mà con đã làm được như vậy, mẹ cảm thấy rất tự hào về con. Trước khi đi thì bố mẹ cũng đã hỏi con thích đi đâu, và đây thì cũng là nơi con lựa chọn nên là bố mẹ sẽ đưa con lên đây. Trời ơi, nhìn cái vườn rau họ trồng mà cảm thấy mê luôn ấy. Đây là rau xà lách này, rau cải và có rất là nhiều các loại hoa. Ở trên này không khí lạnh ấy, nên là rất là phù hợp cho các loại hoa này, rau. Đây là strawberry này, đây là quả dâu tây, bán rất là nhiều, có 10 ringgit, nó vào khoảng 50-60 nghìn trên một hộp này thôi này. Tại cái đợt này mình đi đang vào mùa dâu tây nên là dâu tây khá là rẻ. Lần trước đi thì rất là đắt luôn, mà lại có bán cả cân nữa. Một cân thì 15 ringgit, nó chưa tới 100.000 tiền Việt. Và có quả kem này giống kem ở Việt Nam luôn. Tất cả các loại kem này thì đều được mix với dâu tây. Thôi kiểu gì thì kiểu mình cũng phải làm thử một que. Trời thì đang se lạnh mà được thưởng thức cái que kem này phải nói là phê luôn. Cộng thêm là mình đang niềng răng nữa, mà không ăn thì thật là phí nhỉ. Mà thôi gắng nha. Vì là lên tới đây thì cũng là 3 giờ chiều, đi lòng vòng vào giờ cũng đã tối, nên là mình sẽ tìm đến homestay để nghỉ. Homestay Delia. Ở đây thì cái giá của nó cũng khá là rẻ này. Mình thuê 2 đêm ở đây thì có giá là 240 ringgit, nó vào khoảng hơn 1 triệu tiền Việt. Giá thì cũng bình dân này, phòng thì cũng to và sạch sẽ. Nói chung thì mình cũng không quan trọng về phòng đắt phòng rẻ, quan trọng là mình được thoải mái và sạch sẽ là ok. Hôm nay thì mình chỉ kể tới đây thôi, và giờ thì mình cũng đi ngủ đây. Ngày mai mình kể tiếp nha. Xin chào mọi người.